Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của TechSpace Việt Nam. Chọn dòng Hyperspeed nào giữa một dòng đã được ra mắt từ khá lâu là DAV2 Hyperspeed hay là một cái phiên bản mới ra mình review nó chính là con DAV3? Thì câu trả lời cũng rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần xem hết video này là đã có thể chọn ra được cho mình một con chuột ưng ý ở trong hai dòng này rồi. Mặc dù đều là phiên bản Hyperspeed, tuy nhiên thì năm nay Razer rất là mạnh tay khi mà trang bị cho cái dòng mới của họ không chỉ là Viper mà bây giờ còn là DA, như công nghệ nó rất là ngon nghẻ. Đầu tiên để mà nói về kiểu dáng ấy thì mình chắc chắn là sẽ thích cái form của con DAV3 này hơn, không chỉ là phiên bản Pro mà còn ở cái phiên bản size bé hơn này nữa. Cái dòng DAV2 ngày trước, kể cả là phiên bản Pro hay là phiên bản có dây, thì mình cầm vẫn cảm thấy cái dòng này nó khá là to. Bởi vì sao? Cái phần hông ở chỗ mà ngón tay cái mình áp vào ấy, nó lại được gọt cắt vào sâu quá, nên thành ra khi mà để chơi cầm ngón cái này thì mình lại hơi bị cấn nhẹ ở đây. Cầm thì nó sẽ không được quá là ổn áp. Con này thì đặc biệt là sẽ chỉ dành cho những bạn nó có kích thước tay to mà thôi. Còn đối với cái dòng DA này, không chỉ là với phiên bản Pro mà còn phiên bản Hyperspeed này, cầm nó đã thoải mái hơn rất là nhiều. Đây, cái ngón tay của mình được áp vào vị trí rất là ok luôn. Chỉ duy nhất một cái đấy là ngón út và ngón nhẫn này đó. Khi mình chơi game thì do con này size nó được làm hơi nhỏ hơn nên là hai ngón tay đấy của mình nó hay bị chạm vào cái phần pad. Tuy nhiên thì đây cũng không phải là một cái điều nó ảnh hưởng quá cho lắm, tại vì mình chơi cũng là người xem nhanh, nhưng cái tình huống mà flick hay đặt tâm như vậy nó cũng không quá là ảnh hưởng. Tức là nó sẽ chỉ cầm không thoải mái bằng một số con cũng theo đang dùng thôi. Nhưng mà về cái form này ấy, nó đã hợp lý hơn rất nhiều cho tay người Việt Nam rồi, được làm nhỏ gọn hơn, được làm thon hơn. Rồi sơ qua về cái form là như vậy. Các bạn cũng có thể lên một cái trang là EloShape để có xem qua những cái hình ảnh 3D về con chuột này. Còn khi mà để đặt cạnh hai dòng này ở đây thì dĩ nhiên DAV2X Hyperspeed nó sẽ to hơn khá là nhiều đấy. Nên là con này thì chắc chắn là nó vẫn sẽ phù hợp cho đại đa số của chúng ta sử dụng hơn. Rồi tiếp theo về cái phần bên ngoài ấy, con Hyperspeed này nó cũng có một cái khá hay, chính là được sử dụng cái phần lớp phủ dạng nhám giống như là trên một số dòng Pro. Còn con này thì nó sẽ là dạng Smooth Touch, lớp phủ loại mới của Razer. Lớp phủ này thì về cái độ bám tay ấy, thì dòng Smooth Touch nó sẽ cho ra cái độ bám ngon hơn ở trên phần bên click. Tức là đây, khi mà mình đang di chuyển ngón tay của mình ở trên phần click này, mặc dù nó là được làm theo dạng phủ nhám, tuy nhiên thì nó cũng khá là trơn đối với những bạn mà chơi kiểu spam click nhiều. Còn đối với cả dòng Hyperspeed này, khi mà mình di ở trên này, các bạn sẽ nghe thấy những cái tiếng lạch xoẹt lạch xoẹt. Cái tiếng này thì tức là nó cho ra được một cái độ bám cực kỳ là ngon. Với con chuột này mình cũng có thể drag click được luôn mà mình không cần phải dùng giấy hay bất kỳ một cái phương tiện nào cả. Thì nói chung về cái lớp phủ này, mình đánh giá dòng mới này nó cũng ngon hơn. Nhưng mà có một cái các bạn cần lưu ý nhá, những cái lớp phủ mà dạng mới như này thì sau một khoảng thời gian nó cũng sẽ bị bóng đi tương đối. Con này thì nó sẽ hạn chế hơn được rất là nhiều cái độ bóng. Về cái độ bền ngoại quan sử dụng lâu dài thì những cái lớp phủ nhám bao giờ mình cũng đánh giá cao hơn. Còn về kiểu dạng sử dụng để chơi game hàng ngày thì những cái lớp phủ như này hiện tại đang là top đầu trên thế giới rồi, và có khá là ít thương hiệu có thể làm được cái lớp phủ ngon như các dòng của Razer này. Rồi tiếp theo đi đến cái điểm khác biệt gần như là lớn nhất và gọi là nâng cấp toàn diện của dòng V3 so với dòng V2, đó chính là về phần pin. Thông thường những cái dòng Hyperspeed thì sẽ được sử dụng pin, nhưng con V2 này nó sẽ được sử dụng là pin 2A và pin 3A. Tuy nhiên thì các bạn chỉ có thể lắp được một trong hai cục thôi chứ không thể dùng được cả hai. Và cái trọng lượng của nó đây mình cũng sẽ cân lên cho các bạn luôn. Đây, khi mà mình có lắp cả cái phần nắp lưng vào, mình đặt lên thì trọng lượng của nó là 78,6 gram, tức là nó đã nặng hơn rất là nhiều so với cả là con V3 Hyperspeed này rồi. Đây là còn chưa kể cái cục pin nhá. Đây là khi mà mình đang lắp cái cục pin mà hãng người ta tặng kèm luôn, thì trọng lượng của nó chắc là nó phải rơi vào khoảng tầm đâu đó 100 gram. Đó, 101,4 gram, tức là cái trọng lượng này nó đã gọi là vượt quá những cái mức gọi là cơ bản và gọi là giới hạn của một con chuột gaming ở trong năm 2024 rồi. Nên đây cũng là một cái mà các bạn cần lưu ý khi mà lựa chọn sử dụng. Đây, còn với con DA Hyperspeed này, mình đang có gắn thêm cả cái đồng hồ nhá, thì trọng lượng của nó chỉ là 54,4 gram, tức là hai con này trọng lượng nó chênh nhau một nửa luôn. Và cầm thì chắc chắn là day and night, tức là cảm giác về sự khác nhau giữa cân nặng nó rất là nhiều luôn. Khi mà các bạn đã sử dụng một con chuột nhẹ que như này mà muốn gọi là theo những cái thói quen hàng ngày ấy, thì chắc chắn đây là cái phiên bản ngon hơn. Còn cái con Hyperspeed này thì bây giờ mình thấy là để mà chơi game mà sử dụng hàng ngày thì cũng có khá là ít bạn cũng ưa thích những cái mẫu chuột nó đầm và nó nặng. Đương nhiên thì những cái dòng mà chuột nặng này nó vẫn sẽ có những cái thị trường riêng dành cho những bạn không chỉ là chơi game mà còn cả là dân làm việc, chúng ta cần một con chuột đầm để có thể sử dụng ok nữa.
Thì nói chung là cái này sẽ tùy thuộc vào nhu cầu mà các bạn sử dụng thôi. Với mình là một người chơi game thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn cái con V3 Hyperspeed này. Rồi, tiếp theo là về cái mặt cảm biến đi. Trên dòng Hyperspeed như mình đã chia sẻ trong cái video gần nhất là sử dụng cái Focus X 26K DPI. Và cái con này thì nó sẽ là 14K DPI mắt đọc Optical. Về cái phần thông số cơ bản ấy, con này nó sẽ khá là ngang so với cả là mắt đọc ngày trước như kiểu là 3360 hay là 3335. Nhưng cái mắt đọc này thì về khoảng vài năm trước cũng là một trong những loại mắt đọc khá là ngon và được sử dụng trên nhiều mẫu chuột gaming từ rẻ cho đến những cái mẫu gọi là hàng trung cấp cận cao cấp. Còn bây giờ thì chúng ta đã có những cảm biến sĩ hướng rất là nhiều rồi. Và qua thời gian, qua năm tháng, phiên bản V2 và V3 thì thật sự nó có khác biệt rất là nhiều. Cái sự khác biệt này ấy, mình thấy là không chỉ về thông số mà còn về khả năng chơi game nữa. Cái con V2X Hyperspeed này ấy, thì mình hay bị một cái hiện tượng đấy là LOD của nó hơi cao. Chắc là cũng phải khoảng tầm 2,5 hoặc là 3mm. Tức là với những cái con lót chuột mà mình sử dụng hàng ngày rất cơ bản thôi, lót chuột Control hay Speed hay là bất kỳ một cái bề mặt nào, thì khi mà mình có di lên như này để mình đặt tâm mình flick ấy, thì nó vẫn bị đâu đó tracking khoảng tầm bằng này đó. Nhưng con chuột nó vẫn đi, nó sẽ không được dừng như đúng ý của bạn muốn. Đương nhiên thì cái này mình test dựa trên là những cái mình chơi khá là nhiều hàng ngày, mình có chơi hát và mình có để ý gọi là từng ly từng tí một, thì mình sẽ nhận ra được những cái gọi là điểm yếu, điểm hạn chế của mắt đọc 14K DPI từ Razer này. Nhưng mà cái này là do mình gọi là xem kỹ thôi. Còn cái con chuột này thì nó cũng không hẳn là hướng tới đối tượng sử dụng là chơi những các game FPS. Mà nếu như các bạn đã chuyên chơi game rồi ấy, thì đây là một cái option gọi là hàng đầu trong mức giá khoảng tầm 100 đô, loanh quanh tầm 2,5 triệu có thể tìm thấy ở Việt Nam. Bởi vì sao? Mắt đọc này ấy, nếu như so về thông số thì nó có thể thua kém một chút so với cả là dòng Pro, hay thậm chí là có vài thông số còn không bằng cái dòng Viper Ultimate và dòng DAV2 Pro cơ. Tuy nhiên thì với những cái trải nghiệm mà mình đã sử dụng review của nó rất là chi tiết thì không thể thấy được cái sự khác biệt nào giữa những cái mắt đọc, kể cả là mắt đọc Focus Pro hay là với con Focus X này cả. Về con này thì mình nghĩ là đây là một dạng 3395 được tinh chỉnh và cắt gọn đi một chút thôi. Nó cũng không có một cái vết xước nào khi mà chúng ta chơi game cả. Để nói về thuần game và sử dụng cho các thao tác try hard game gọi là căng thẳng ấy, thì đây là một cái sự lựa chọn cực kỳ ngon và nó thay thế được rất tốt nếu như các bạn đang dùng DAV2 mà muốn nâng lên cái dòng DAV3 này. Còn với cái dòng này ấy, thì nó sẽ có một cái điểm hơn so với cả là chiếc DAV3 Hyperspeed, đó chính là chúng ta được trang bị cái Bluetooth. Bluetooth này thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn rất là nhiều so với cả là sử dụng 2.4. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải đánh đổi đấy là cái độ trễ của nó cho ra là cao. Tuy nhiên thì với những bạn mà sử dụng Bluetooth có thể tương thích được rất là nhiều thiết bị, chẳng hạn như là một số máy Mac này hay là một số các cái loại máy tính bảng khác nhau, mà chúng ta có cái module Bluetooth đi kèm ấy, sử dụng nó rất là tiện và nó cũng tiết kiệm pin hơn nữa. Nhân tiện để nói về cái thời lượng pin thì nó rất là khó so sánh trên hai con chuột này. Một cái thì là dòng sạc Type-C, một cái thì là sử dụng pin rời. Với việc sử dụng pin rời như này mà có sử dụng Bluetooth, các bạn có thể dùng được khoảng tầm 2-3 tháng không cần thay pin luôn. Nó rất là tiện để chúng ta sử dụng mang đi mang lại hàng ngày, dành cho nhiều công việc khác nhau. Còn với cái dòng mà gọi là chuyên game như này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được khoảng tầm từ 100 cho đến 110 tiếng ở chế độ là 1KHz. Rồi, và thêm một cái điểm cải tiến trên cái dòng DAV3 Hyperspeed này so với cả đời cũ. Đời cũ này thì nó được sử dụng cái switch cơ học, và con lăn này thì mình cảm thấy là nó hơi lỏng và nó chưa được ổn áp cho lắm. Dĩ nhiên thì cũng không thể đòi hỏi được nhiều, tại vì mức giá ấy, con này hiện tại đang khoảng tầm 900, con này 2,5 triệu, tức là nó đã khoảng tầm gấp gần 3 lần rồi. Con này sẽ được trang bị cái click quang học, và những cái phần click này các bạn bấm vào thì các bạn sẽ cảm thấy là con này nó có một cái chất lượng cao hơn khá là nhiều đấy. Vậy nên câu hỏi đặt ra ở đây là liệu với mức giá gấp khoảng 3 lần hiện tại thì các bạn có nâng từ DAV2 lên phiên bản DAV3 này không? Cái câu trả lời thì nó sẽ là vừa có và vừa không. Không, bởi vì sao? Nếu như các bạn không phải là một người mà try hard game quá là nhiều, các bạn chỉ cần sử dụng để dành cho những công việc văn phòng hàng ngày cơ bản, các bạn chơi một số game gọi là chill chill giải trí, hoặc là như các bạn đánh cờ quạt này, đánh LOL, thì với một con chuột mà có cái mắt đọc này mình thấy là nó đã khá đủ rồi. Khi mà chơi LOL mình thấy nhiều bạn hay chơi cái kiểu dạng sen cao để chúng ta có thể sử dụng kiểu mướt mướt ở trên cái bề mặt lót chuột, nó không phải nhức chuột quá nhiều ấy. Thì với cái mắt đọc này kể cả LOD có cao đến 10mm thì nó cũng không phải là một cái ảnh hưởng gì quá nhiều. Vậy nên là cái con này với mức giá khá là ok, khoảng tầm độ 95k, thì nó sẽ phù hợp cho những cái công việc mà không đặt nặng về cái game FPS hơn. Chúng ta có nhiều chế độ kết nối này 2.4 đó, hoặc là Bluetooth cái để có thể dễ dàng tương thích được với nhiều thiết bị khác nhau. Các bạn có thể cầm con chuột này sử dụng cho nhiều môi trường khác nhau, vừa game vừa làm việc. Đây là một con chuột mà theo dạng đa dụng hơn và hướng tới đối tượng không phải là quá try hard về game.
Còn nếu như các bạn đang dùng con DAV2 này mà các bạn đang muốn là một con chuột top hiệu năng vẫn là dòng Hyper Speed thì đây là một cái sự lựa chọn mà không thể lệch đi đâu được. Chúng ta có một cái mắt đọc xịn hơn này, click ngon hơn này, form nhỏ gọn hơn, cân nặng thì nó chỉ bằng một nửa so với cả là con này thôi, và có một cái khe đựng receiver khá tiện ở trên dòng Pro lại không có. Vậy nên là với mức kinh phí mà gấp khoảng 3 lần ấy thì mình thấy là nó cũng rất là xứng đáng để cho các bạn lên thêm tiền để sử dụng cái dòng V3 Hyper Speed này. Vì dù sao form của DAV3 vẫn là một trong những cái form được yêu thích nhất ở trong cộng đồng game Valorant này, CS này hay là một số game bắn súng khác, thì cái tỷ lệ người ta sử dụng con DAV3 này không chỉ dòng Pro mà bây giờ mới ra là cái dòng Hyper Speed này rất là nhiều, chứng tỏ cái form DAV3 này nó vẫn cực kỳ là an toàn và ngon nghẻ để chúng ta sử dụng chơi game. Vậy nên là như mình đã chia sẻ rồi, nếu như các bạn có một cái mức kinh phí dư giả ấy, chúng ta vẫn muốn form DA nhưng mọi thứ nó phải là gần như hoàn hảo và form nó bé đi để phù hợp với tay người Việt Nam thì đây là sự lựa chọn của các bạn. Rồi nếu như cần mua hai sản phẩm này là DAV3 Hyper Speed và dòng cũ DAVX Hyper Speed thì mình sẽ để đường link ở phần bình luận và mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Peace.